vận hạn năm 2023 của tuổi Dần thoát khỏi năm tuổi tài lộc ùn kéo tới. Xem tử vi tuổi Dần trong năm 2023 cho thấy năm gặp xung khắc với ngũ hành lưu niên, nhưng đồng thời được nhiều các tinh trợ mệnh để giải vây. Người tuổi Dần có nhiều thách thức cần vượt qua và cả những cơ hội để bứt phá. Luận về công việc, phương diện này người tuổi Dần được những sao tốt trụ về công danh như chính ấn và chính quan chiếu mệnh, nên đều chuyển biến tích cực hơn năm 2022 trước đó. Đặc biệt, nam mạng sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữ mạng nhờ có sao Thái Dương hậu thuẫn. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chút gặp gần do tính đa nghi của tuổi Dần trở nên mạnh mẽ hơn trong năm nay. Về phương diện tài lộc, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ được đảm bảo an toàn. Chỉ cần người tuổi Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Phương diện tình cảm, chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên không tốt cho Dần. Hiểu lầm là nguyên nhân chính gây phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Luận về phương diện sức khỏe, con giáp này nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo trạng thái ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Chi tiết tử vi của tuổi Dần trong năm 2023. 1. Luận về sự nghiệp. Khác với tử vi năm 2022, khi người tuổi Dần bước sang năm Quý Mão 2023 thoát khỏi Thái Tuế, lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên tuổi Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó. Năm nay 2023 cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp, khi đã có khá nhiều các tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, người tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm ra cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Được sao chính ấn và chính quan trụ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội để người tuổi Dần lấy lại những gì đã mất trong năm Nhâm Dần 2022 trước đó. Có thể thấy những chú hổ đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân. Nếu không tự mình có đam mê, sẽ có rất nhiều việc không tốt đối với mình và sẽ có đủ năng lực để khiến cho tuổi Dần thay đổi suy nghĩ trong tương lai. Trong năm, người tuổi Dần khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm bắt để trang bị cho mình thêm những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng ngại va chạm, bởi có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, các tinh này còn có lợi cho nam mệnh hơn nữ mạng trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy mà con giáp này có thêm sự song sáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của tuổi Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ khi nào, nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt trong năm 2023, người tuổi Dần còn bị sao trực phù chiếu, sự đa nghi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn khó tin tưởng người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Con giáp này còn có xu hướng tách biệt, làm việc độc lập bởi cho rằng mọi thứ mình nghĩ, mình làm là mới đúng và nắm chắc. Có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột. Xong, cũng bởi như thế, mọi việc phải tự thân làm một mình cố gắng, đôi lúc vất vả, còn không được ghi nhận xứng đáng vì sức người có hạn.
Bạn nên tiết chế cảm xúc, trở nên nóng nảy trong cách hành động, làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, cũng nên chú ý quan cảnh kẻo rước thị phi vào người. 2. Luận về phương diện tài lộc. Năm 2023 dự báo về phương diện tiền bạc của người tuổi Dần, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của những chủ hộ không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thật sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của người tuổi Dần cũng được đảm bảo. Chỉ cần người tuổi Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt là những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, người tuổi Dần đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối. Nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm ngăn cản thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế trong năm nay bạn nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn tiền. 3. Luận về tình duyên. Ngũ hành xung khắc dự báo, con đường tình duyên của những chủ hộ đối mặt với khá nhiều trở ngại trong năm Quý Mão 2023. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân đều có những nỗi buồn tủi khó chia sẻ. Với các cặp đôi, hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không bao giờ tháo gỡ kịp thời có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai người từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là dấu hiệu có người xuất ba, thứ ba xuất hiện. Cố gắng chen chân vào giữa hai bạn khi khoảng cách đôi bên ngày càng lớn. Những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình cảm mà hai bạn đã vất vả xây dựng. Còn với người độc thân, dù cũng có cơ hội hẹn hò, song mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu. Bản thân bạn cũng không đủ kiên nhẫn ở giai đoạn đầu của cuộc tìm hiểu nên mọi thứ diễn ra và kết thúc khá chóng vánh. Có vẻ như con giáp này vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và có tính ràng buộc vào lúc này. Nhưng nếu cứ vui chơi qua đường rồi thôi, bạn có thể sẽ làm tổn thương và bỏ lỡ những người thân yêu của mình. Con giáp này cần có trách nhiệm hơn với cảm xúc của bản thân. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, những chủ hộ có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt chớ nên bỏ bữa dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày, đường tiêu hóa của bản thân. Bên cạnh đó, người tuổi Dần cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể dục, thể thao. Lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng, phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy hiểm bệnh tật. Ngoài ra, trong năm cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao, vực sâu. Nhiều âm khí kẻo phong thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Tử vi của từng tuổi Dần trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Canh Dần, sinh năm 1950. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 bước sang năm 2023 đã ở tuổi ngoài thất tuần. Lúc này bản mệnh có thể an nhàn hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu mà ít nỗi lo. Với
Vấn đề duy nhất mà người tuổi Canh Dần cần quan tâm là việc chăm sóc sức khỏe. Người tuổi này nên chú ý đi lại kẻo va đụng, trật ngã sẽ gây tổn thương xương khớp, rất ảnh hưởng tới sinh hoạt. Bên cạnh đó, công việc quá sức tốt nhất nên cậy nhờ con cháu chớ tự mình đảm đương. Tâm lý người cao tuổi đôi lúc nhạy cảm hơn thường ngày. Bạn nên nghĩ thoáng mọi chuyện, chia sẻ với bạn đời hay con cái cho nhẹ lòng, đừng chấp vặt. 2. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Trong năm 2023, người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nên tránh các hoạt động kinh doanh đầu tư có tính cạnh tranh, kẻo dẫn tới thua lỗ. Ngoài ra, hãy tránh xa những người anh em bạn bè không đáng tin cậy để tránh bị họ lôi kéo dụ dỗ làm ăn bất chính. Đặc biệt, có những tranh chấp xảy ra, tốt nhất nên hạn chế và cố gắng dĩ hòa dĩ quỷ, chớ nóng nảy hoặc chuyện bé sẽ ra to có thể dẫn tới đụng tai đụng chân, khó tránh thương tích. Đồng thời, người tuổi Nhâm Dần cũng nên dành thời gian bồi bổ, rèn luyện để tăng cường sức đề kháng, sức khỏe cho bản thân. Cũng không nên thường xuyên lui tới những nơi hoang vu đề phòng các vật nhọn hoặc kim loại gây tai nạn thương tích. 3. Luận về tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Giáp Dần có thể nhận được một số cơ hội trong sự nghiệp vào năm 2023 này. Đây có thể là cơ hội do anh em, bạn bè mang lại, nhưng bản mệnh vẫn cần phải tự mình nỗ lực để đạt được chúng thay vì dựa dẫm vào người khác. Đồng thời, bạn cũng nên cần biết san sẻ lợi ích, báo đáp với những người đã giúp đỡ mình, kẻo dẫn tới tranh giành anh em, bạn bè trở mặt. Những người đã ly hôn và đang độc thân có thể sẽ có một cơ hội tình cảm trong năm nay. Bạn có thể chấp lấy cơ hội đó để có người cận kề sớm hơn. 4. Luận về tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Bước sang năm Quý Mão, người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, đón những cơ hội phát triển sự nghiệp, học tập trong năm nay. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội được quý nhân dìu dắt chỉ dẫn cho con đường phù hợp. Dù vậy, cơ hội vẫn luôn chia đều cho mọi người. Nếu bạn không đủ nhanh nhẹn và đấu tranh mạnh mẽ, bạn rất có thể bỏ lỡ cơ hội đó. Người độc thân cũng sẽ có những nhân duyên tốt lành trong năm 2023. Nếu con giáp này chịu mở lòng, nỗ lực thể hiện sự chân thành của mình thì không khó để bạn thoát khỏi cảnh độc thân hoặc thậm chí bước vào cuộc sống hôn nhân trong năm nay. Về phương diện tài chính, chi tiêu có phần thoáng tay hơn nên ảnh hưởng ít nhiều tới các kế hoạch tích góp của bản mệnh, thậm chí còn có thể đối mặt với áp lực tiền bạc. 5. Luận về tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Với những người tuổi Mậu Dần, tuy có một số cơ hội ngon ăn trong sự nghiệp và học hành, nhưng con giáp này vẫn có thể để vụt mất một cách đáng tiếc vì sự cố chấp của bản thân. Tốt nhất nên lắng nghe, học hỏi từ những người đi trước để không phạm phải sai lầm đáng tiếc. Năm 2023 cũng không phải là một năm có lợi cho các kế hoạch cạnh tranh chức vụ, quyền lợi của con giáp này. Bạn dễ bị cướp đoạt công suất, thủ đoạn cản trở. Tốt nhất nên án binh bất động, theo dõi thêm một thời gian tới, chờ thời cơ chín muồi hẳn thực hiện dự định. Những người tuổi Mậu Dần độc thân rất có hy vọng thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng trong năm nay. Tuy nhiên, nếu cứ thờ ơ và thiếu sự nghiêm túc như trước đó, đây có thể sẽ tiếp tục là một năm ế bên của con giáp này. 6. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010. Đối với những bạn sinh năm Canh Dần 2010 có xu hướng nóng vội, hiếu chiến hơn năm 2022. Đôi lúc có thể gây họa vì chính sự hấp tấp của bản thân, không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân mà còn khiến hình thành tích học tập thụt lùi. Vấn đề học tập đôi lúc
còn chảnh mảng vì mải mê với sở thích bên ngoài, rất cần có sự thôi thúc kịp thời của cả phụ huynh lẫn giáo viên để duy trì kết quả học tập ổn định. Một số bạn bắt đầu khám phá về giới tính, nảy sinh rung động khác giới, nhưng cũng không nên vì tò mò mà đi quá giới hạn.